Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại tiêu dùng thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng. Từ các nhu cầu này tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy nổ, tai nạn, ùn tắc giao thông, mất an toàn thực phẩm. Do vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Để phục vụ nhân dân, nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức lực lượng phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, thực hiện có hiệu quả thực chất các văn bản chỉ đạo trước đó về vấn đề này. Bộ Công an nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, huy động lực lượng phương tiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các đô thị lớn, các khu du lịch, điểm du lịch, nhà ăn tập thể. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương trọng điểm,